Đoán luôn rồi. À, cua. Rất là khỏe mạnh luôn anh chị nhá. Hoàng đế còn nói rất là cẩn thận cái chuyện bỏ đi lông bỏ đi cà. Đi lông không thấp nhé. Rồi, tôm hùm Alaska bên em vẫn còn rất nhiều những chuyện rồi và ra đối với cỡ ta đấy chị lựa chọn rồi tôm hùm Alaska này. Đóng 3 thùng riêng. Rồi lấy thùng thành rồi.